Xin chào các bạn, mình là Thạnh Hiệu, là nhân viên của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương. Trong chương trình hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho các bạn một trường đại học mới ở Mỹ, đó là trường University of Arkansas, Fort Meade. Trường được tọa lạc ở Fort Meade lịch sử thuộc bang Arkansas, là một thành phố lớn thứ hai của bang. Trường có khu vườn xinh đẹp và có 20 tòa nhà chính, trên nhà 68 hectare và nổi tiếng toàn quốc. Trường Fort Meade mang lại nhiều cơ hội độc nhất cho sinh viên và cộng đồng đào tạo nghiên cứu ứng dụng và thực hành thông qua các chương trình đổi mới với công nghệ mới nhất. Trường cung cấp sự lựa chọn với nhiều phương pháp giảng dạy khác nhau để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng số lượng sinh viên đa dạng, bao gồm như là thư điện tử, khóa học qua mạng, các khóa học vào buổi tối và cuối tuần và băng hình tương tác. Sinh viên trường Fort Meade được hưởng rất nhiều cơ hội về hoạt động, học tập, văn hóa và xã hội trong không khí chú trọng việc chuẩn bị cho việc cuộc sống thực sự. Gần đây thì trường Arkansas cho ra một khu ký túc xá gồm 2 tòa nhà rộng là 10.220 m². Sinh viên có thể rất nhiều lựa chọn về kiểu phòng, bao gồm là bàn ghế có thể là xếp gặp lại được, truy cập internet, phòng khách cộng đồng và nhiều hơn nữa. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho các bạn về lịch năm học. Trường chia làm 2 kỳ. Thứ nhất là vào mùa thu hàng chót nộp hồ sơ cho sinh viên quốc tế là vào ngày 17 tháng 6 và đối với sinh viên liên thông trong nước là ngày 5 tháng 8. Vào học kỳ mùa xuân thì hàng chót nộp hồ sơ cho sinh viên quốc tế là ngày 4 tháng 11 và sinh viên liên thông trong nước là ngày 15 tháng 11. Tiếp theo là về học phí. Học phí đối với đại học là 10.168 đô, về nhà ở là 4.200 đô. Các chương trình đại học tiêu biểu ở trường như là tiếng Anh, thiết kế đồ họa, lãnh đạo tổ chức, tiếp thị và công nghệ thông tin. Mọi thắc mắc hay thông tin chi tiết về trường, các bạn vui lòng liên hệ đến công ty Tân Đại Dương qua địa chỉ là 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1 hoặc là qua số điện thoại 38484879.